khi nhặt đi xong phần da ngoài này rồi thì nó sẽ lộ ra là phần da trong, hay còn gọi tên khác là da ẩn. Thì mọi người đi mũi kìm từng chút một, mọi người luồn sâu hơn. Vì cái phần này nó sâu hơn ấy, đây mọi người luồn từng tí đi này. Nhặt da hiện nay thì có rất là nhiều cách rồi. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta muốn nhặt da bằng kem mềm da mà nhanh thì mọi người có thể tham khảo ngay cách này nhé. Nhưng trước khi mà nhặt da thì chúng ta nên làm một cái thao tác, đấy là giũa hai cạnh móng đi. Đây, cái móng này thì mình sẽ sử dụng để đắp nồi móng đắp gel, nên là mình sẽ không có giũa cái đầu. Mọi người giũa hai cạnh đi thôi. Tại vì giũa hai cạnh đi thì nó sẽ đã giũa một phần khóe đi rồi. Nên là sau khi mà chúng ta làm xong thì mọi người giũa xong một cái thì chúng ta sẽ bôi cái kem mềm da lên nhé. Cái này là nó là dạng hơi lỏng ấy mọi người, nhưng giống như serum ấy, nó cũng không phải là nước như kiểu nước luôn, nó cũng hơi sệt sệt một chút. Thì mọi người có thể bôi thêm vào các ngón khác khi mà da quá dày để chờ mềm nhá. Còn thật sự là với cái da này thì mọi người chỉ cần bôi một cái rồi mình đẩy luôn thôi, chứ mình cũng không cần mất công chờ đợi đâu. Tại vì cái da này nó cũng không phải là da quá dày ấy mọi người, nên là chúng ta có thể bôi một cái rồi chúng ta đẩy luôn. Tại vì sao? Tức là tùy những loại kem mềm da, không phải loại nào mọi người bôi lên cũng đẩy như vậy. Bởi vì kem mềm da này nó có cái tính chất làm mềm da ấy, có cái chất làm mềm da nó cao hơn ấy, thì mọi người có thể tiết kiệm thời gian hơn. Đây, mình đẩy luôn này. Đẩy ra thì mọi người đẩy kỹ nha, không đẩy quá cao. Chúng ta chỉ đẩy là ở cái phần chân móng thôi. Đây, không cần đẩy quá nhanh cũng được, nhưng cái lực đẩy của chúng ta mạnh một chút để mọi người đẩy sạch hơn. Đó. Đặc biệt là hai phần khóe bên cạnh này, hai phần cạnh chân móng này thì mình cần đẩy kỹ nhé. Rồi, mọi người thấy không, nó rất là sạch chưa? Đẩy xong một cái thì mọi người sẽ sử dụng kìm để chúng ta nhặt da nhé. Rồi, đẩy sạch thì nhặt da mới sạch được nhé. Mình sử dụng kìm Zeliva nhé, mình sẽ nhặt bằng mũi. Và mọi người bằng mũi kìm ý, mọi người lưu ý là chúng ta lau một chút đi để cho nó nhặt được dễ hơn. Tuy nhiên thì mình vẫn phải giữ độ ẩm ở trên phần da tay này nhé. Thì như Thảo vẫn nhắc, thường thường là chúng ta có da trong và da ngoài. Thì phần da ngoài là cái phần da mọi người nhìn thấy được, nên chúng ta nhặt đi luôn. Đây, được chưa ạ? Thì nhặt đi xong phần da ngoài này rồi thì nó sẽ lộ ra là phần da trong, hay còn gọi tên khác là da ẩn. Thì mọi người đi mũi kìm từng chút một, mọi người luồn sâu hơn. Vì cái phần này nó sâu hơn ấy, đây mọi người luồn từng tí đi này. Đó, đi từng chút một. Đảm bảo là lúc này phải còn ẩm thì nó mới nhặt được dễ nhé. Nếu như cái da của mọi người nó chưa được ẩm ấy thì chúng ta có thể là dừng lại tại bước này. Thì bước sau, lát sau thì mình sẽ nhỏ thêm một chút kem vào thôi, mình cũng không phải chờ đợi gì cả. Thì mình đẩy đi luôn thì nó sạch hơn. Đó, như vậy chúng ta vừa nhặt cả da ngoài và da trong. Bên móng bên cạnh, bên cái phần cạnh còn lại chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Rồi, sau khi mà nhặt xong thì cái phần kìm của chúng ta nó có dính da chết ý, thì mọi người nhớ phải lau nó đi hoặc loại bỏ nó đi nhé, để tránh trường hợp là cái kìm nó làm cho chúng ta khó nhìn ý. Còn kìm nó đang nhặt là hai cái mũi kìm ý, mọi người có nhìn thấy là nó không cong ấy, thì chúng ta nó sẽ giúp chúng ta nhìn cái phần da chết được kỹ hơn. Ở lúc này nữa, mọi người thấy cái phần da chết nó vẫn còn một chút và nó hơi khô thì không nên cố nữa, mà mình sẽ sử dụng thêm cái serum, cái nước, cái kem mềm da này để nhỏ lên. Để làm gì? Để cung cấp độ ẩm và để giúp cho chúng ta đẩy được da lại kỹ hơn một lần nữa. Nên mọi người nhìn thấy này, cái da trong nó sẽ được sủi lên một lần nữa. Rồi, lúc này độ ẩm nó cũng được cung cấp đủ hơn, thì lúc này mình nhặt ý, thì nó sẽ được sạch hơn. Lúc này thì thường là còn cái phần nào mình nhặt nốt. Thông thường thì kể cả mình nhặt cái kem mềm da không cần ngâm tay ý, mọi người đôi khi cũng phải nhỏ nước lên hay là bôi kem đến mấy lần cơ. Thì cái kem này mình nhỏ lên tầm khoảng 2 lần hay là nhiều hơn thế một chút thì nó cũng không sao cả nhé. Kéo tay khách ra một chút thì mình nhìn thấy da chết được rõ hơn. Rồi chúng ta đi mũi kìm thật là, đi từng đường thật là ngắn thôi, luồn sâu. Nhớ là luồn mọi người nhé, cái da trong là cái da phải cắt hết ra ngoài đi rồi mình mới nhìn được. Sau khi nhìn được nó xong thì mọi người phải đi kìm để chúng ta loại bỏ hết. Đây là cái video chia sẻ của mọi người nên Thảo làm rất là chậm đấy mọi người nhé. Còn các ngón còn lại chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy. Sau khi mọi người làm quen ấy, thì mọi người có thể cúi mặt gần hơn với cái phần móng này. Chúng ta tập trung nhiều hơn thì mọi người sẽ làm nó nhanh hơn. Rồi ở đây để mọi người nhìn các cái phần cấu trúc da, Thảo sẽ làm chậm một chút nhé. Rồi, có thể là sử dụng qua nhiều kem mềm da, nhưng mà cái loại kem mềm da này đến thời điểm hiện tại là loại mà Thảo thích nhất luôn. Các cái mọi người so sánh hai ngón này, nó khác hẳn nhau này, nó được nhặt đi rất là nhiều. Các ngón còn lại mình cũng sẽ làm tương tự như vậy thôi nhé.